Hai, xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục em chia sẻ cái cách làm cho cái cây hoa giấy ra hoa vào dịp Tết cả nhà. Thì đây là cây hoa giấy hôm trước em cắt nước ha. Cũng được 10 ngày cả nhà. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 11 âm lịch. Đó. Thì lá của cây hoa giấy hiện tại bây giờ nó cũng đã bắt đầu héo rũ xuống rồi nè cả nhà. Nhưng mà vẫn khoan hả tưới nước cả nhà, đợi đến khi nào cái cây của mình nó lá nó vàng hết như vậy nè là nó sẽ tưới tưới nước là nó sẽ rụng, rất là như vậy là rất là dễ rụng, mình đụng nhẹ cái là nó rụng, còn xanh như vậy đôi khi mình đụng nó còn rất là cứng, nó còn dính lên cành nè. Thì cái giai đoạn mình cắt nước cho cây á là chỉ là để nhằm cho cây nó chậm sinh trưởng đi nha cả nhà. Đó. Để cho nó chậm phát triển lại để nó nuôi những cái mầm ở trong thân nè cả nhà. Đó. Là đến lúc đó mình tưới nước, mình bón phân vô là nó sẽ ra hoa. Còn hiện tại cây của mình đang ra hoa ha. Ra hoa mà cái cây mà nó có hoa mà nó có nhị như vậy nè là mình nên loại bỏ đi. Để lại nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cây. Có nhị á, mình bỏ đi. Thì trong cái thời gian cắt nước á là mình cắt cho đến trước cái ngày mà 31 tháng 12 nha cả nhà. Nói chung là cắt nước tưới nước lại là trước cái tháng 12 để bắt đầu là mình tưới nước lại đó cho cây nó sinh trưởng trở lại, và cái thời gian nó ra hoa là từ 15 cho đến 20 ngày là cây mình nó sẽ bắt đầu bung tược và ra hoa. Những cái hoa này mình nên loại bỏ, nó sẽ hút rất là nhiều chất dinh dưỡng của cây mình. Còn những cái nhị hoa nhỏ nhỏ như thế này thì mình cũng có thể để lại, không sao. Nói chung là hoa mà có nhị, cái đầu nhị nó trắng trắng là mình nên loại bỏ. Trong cái thời gian cắt nước của em á thì em không có tưới nước luôn nha cả nhà. Cắt nước là cắt luôn, không có tưới chăm thêm cho cây gì hết. Đây, mời cả nhà qua xem cái cây bên đây nha. Cây này cũng đang héo lá, cũng vàng gần hết rồi. Những cái lá này là nó còn dính lên nè. Những cái nhị ha. Nè, những cái hoa mà nó có nhị trắng trắng như vậy mình nên loại bỏ đi. Không nên giữ trên cây đâu. Tại vì từ đây tới Tết nó còn một tháng mấy nữa. Cho nên cái thời gian nó ra tới đó thì nó cũng tàn mất rồi. Cũng không có chơi được. Mình chủ yếu là mình nuôi những cái nhị như trong thân như thế này nè. Trong thân cây ha. Cho cây nó nuôi cái nhị đó. Bây giờ mình tưới phân, tưới nước cho cây. Thì trước cái ngày mà mình bón phân á thì mình sẽ tưới nước cho cây cho nó rụng lá đâu hết. Rồi qua ngày sau mình mới bắt đầu mình bón phân, mình tưới nước đều đều lại nha cả nhà, là cây mình nó sẽ ra hoa. Những cái lá vàng này nè rất là dễ rụng luôn, đụng nhẹ vô là rụng đó cả nhà. Còn những cái lá xanh như thế này là nó còn rất là dai nè. Mình đợi cây mình nó vàng lá hết rồi bắt đầu mình mới là tưới nước cho cây. Cái cây hoa giấy này nó rất là ưa nắng nha. Cái nhà mình nên để nó ở ngoài nắng thì nó sẽ tốt nhất. Có ánh nắng nó rất tốt. Thì em thường hay bón cái loại mà NPK đó cả nhà. Bón phân ha, bón phân để mình tưới nước lại đó là cái loại NPK.
20, 20, 15 là cái loại đó là nó đủ chất cho cây của mình. Rồi cái nhà mình muốn chơi hoa nó màu đậm á thì mình bón cái lượng cuối cùng của cây á là kali á, mình bón cái loại đó nhiều, mình mua thêm kali mình trộn vô thêm cũng được. Cây nó sẽ ra cái màu đậm và nó sẽ giữ cho hoa nó lâu tàn hơn. Đây là cây hoa giấy cắt nước được 10 ngày. Hiện tại bây giờ là nó cũng đang cho ra nhụy rất là nhiều luôn cả nhà. Đó. Những cái nhụy nhỏ nhỏ này mình có thể để là mình chơi, còn những cái bông mà lớn quá thì mình nên loại bỏ. Cây hoa giấy rất là dễ để làm cho nó ra hoa, nhưng mà không biết cách thì cũng rất là khó. Cách của em chia sẻ cho cả nhà rất là cực kỳ đơn giản luôn đó cả nhà, mà hiệu quả là rất là cao ha. Năm nào em cũng áp dụng cái cách này để làm hết. Héo. Cây này chắc tầm khoảng 1 đến 2 bữa nữa là nó sẽ héo vàng hết lá trên cây luôn đó cả nhà. Rồi bắt đầu mình tưới nước trước một ngày để cho cái cây nó hấp thụ lại, cho nó quen lại. Rồi qua ngày hôm sau mình mới bắt đầu là xới gốc xung quanh, mình bón phân vô cho cây. Rồi mình tưới nước lại đều đều cho đến Tết là cây mình nó sẽ nở hoa vào dịp Tết nha. Cực kỳ đơn giản luôn phải không cả nhà? Đây, những cái nhụy hoa ở trong đây là nó đang ấp ủ trong đây nè. Mình mà tưới nước một cái là nó sẽ bật ra ngay liền. Mình không sợ những cái hoa này nó ra trước nha. Tuy nó ra nhưng mà nó vẫn còn ra nữa, trong thân nó sẽ ra nữa cả nhà. Đó. Cả nhà nào mà chưa cắt nước thì bây giờ cắt nước vẫn còn kịp. Đến cắt nước đến cuối tháng 11 là vẫn còn kịp nha. Thì mình muốn cây nó mau héo hay là sao đấy thì mình có thể phơi trực tiếp dưới ánh nắng luôn, là cây mình nó sẽ mau vàng lá và nó héo ha. Mấy cái lá vàng vàng mình đụng vô cái là nó rụng à. Vàng như thế này đụng vô là rụng nè đó, còn mấy lá xanh này không rụng nổi, mình đợi cho nó vàng luôn. Thì cách làm cái cây bông giấy ra hoa vào dịp Tết của em như thế đó. Cái nhà nào mình không biết cách thì có thể áp dụng nha, còn cái nhà nào còn cách nào khác hay hơn thì có thể chia sẻ nha. Rồi đến đây thì chắc có lẽ em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn cái nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin kính chúc cả nhà thành công và mến chào, hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye.